nhìn thấy đống gỗ to chưa? Tèn, các bạn nhìn này. Wow. Các bạn ơi, anh của Vanna làm một cái đường dốc để cho xe ô tô trượt đấy. Oh yeah. Các bạn ơi, thả quả bóng kỳ là dễ đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thử ô tô. Có thích không nhá? Let's go. Bắt đầu thôi. Ơi, anh Cuội đã mang ra rất là nhiều ô tô nhá. Có rất là nhiều ô tô quen thuộc này. Các bạn có nhận ra ở những video nào không nhỉ? Đấy, xe ô tô 6 mắc này, xe ô tô tải này, máy bay này, nhiều lắm các bạn ạ. Đây chính là xe ô tô để bé. Chưa bắt đầu Cuội với Anna sẽ thả trên 6 mắc. Here we go. Các bạn ơi, xe tô thả dốc tuyệt vời luôn. Oh yeah. Đấy, các bạn ơi, bây giờ đến được mình nha. Wow, rất là tuyệt vời. Anna sẽ thả nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Uầy, các bạn ơi, xe 6 mắc ấy, để mà tốc độ khi mà thả dốc ấy thì sẽ không bằng xe tải. Bởi vì xe 6 mắc ấy thì gầm thấp hơn xe tải các bạn ạ. Này, xe tải nhá, bánh này rất là to, bánh to hơn xe 6 mắc này các bạn này. Nên khi mà thả dốc á, mướt cực. Bây giờ sẽ thả hai xe liền lúc cho các bạn xem nhá. Để xem xe nào xuống dốc nhanh hơn nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. Tiếp theo, hai bạn sẽ lấy xe tải và xe trộn bê tông. Hai xe đứng vào vị trí xuất phát nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. À, không xong. Đâu các bạn ơi, bị mất vào bánh mà. Xe ơi, lần sau cố gắng lên nhá. Đi chơi rồi. Tiếp theo, Anna và Cuội chọn đó là hai máy bay. Thử xem là máy bay thả dốc thì sẽ như thế nào các bạn nhá. Nào, 1, 2, 3, bắt đầu. Hả? Xe của Anna vòng đi đâu đến kia. Nhưng mà xe của anh Cuội sao cứ dậm chân tại chỗ vậy nhỉ? Các bạn ơi, vậy là xe của anh Cuội đã gặp trục trặc rồi. Chắc là ở phần cốt này có vấn đề nên khi mà thả đây thì bánh này, đây các bạn này, bánh này rất là khó di chuyển luôn. Nó khá là nặng. À, lại còn bị rắc ở đây nữa chứ. Chặng này thì máy bay xanh kém hơn máy bay vàng nhá. Nào, chúng ta chọn xe khác thôi. Bây giờ hy vọng màn xe tiếp theo này sẽ làm cho các bạn mãn nhãn nhá. Cực kỳ là tuyệt vời. Ui, tuột mất ra ở đầu hỏa rồi. Hai xe đang chuẩn bị sẵn sàng vào vị trí rồi các bạn ơi. Chúng ta hãy cùng cổ vũ cho hai xe này nhá. Hứa hẹn rằng hai xe này á thả dốc tuyệt vời luôn. Nào, bắt đầu. Các bạn ơi, 1, 9, 1, 10 nhá. Wow, hai xe này đúng là cân sức cân tài. Nhìn này. Vào luôn nhá. Nào, hai xe vào vị trí nhá. Bây giờ tiếp tục đến hai xe tiếp theo. Đó là xe cảnh sát và xe người nhện. Wow. Bật mí cho các bạn nhá. Xe cảnh sát và xe người nhện đều là xe lắp pin. Nên khi thả dốc chắc chắn là sẽ hơi khó đấy các bạn ạ. Đây không thả, các bạn ơi, hai xe này khi mà không bật pin á, đấy, đặt vào nhưng mà hai xe không thả dốc các bạn ạ. Wow, vậy hai con bật pin lên cho mẹ xem nào. Wow. Bắt đầu. Chỉ còn lại có mấy xe con thôi. Ơi, thế thì bị lẻ xe rồi. Thôi không sao, cho hai xe này với nhau. Còn đây, chúng ta sẽ thi hai xe này trước nhá. Rồi. Anna có một sáng kiến.
kiến đó là cho xe nhỏ vào trong thùng của xe rác này. Xe rất là tuyệt vời luôn đấy nhá. Đấy là sự cộng hưởng giữa hai xe. Để hai xe sát vào nhau đi các con. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Anh xe chở xăng kia làm sao vậy nhỉ? Anh xe chở xăng kia, à đây rồi. Anh xe chở xăng đang đi, nhưng mà đang đi kiểu từ từ các bạn ạ. Từ từ và cũng đã về đích. Rồi, anh chở xăng, anh ấy chở nặng quá nên không đi nhanh được như xe chở rác đâu. Rồi, chúng ta đến hai xe cuối cùng. Các bạn ơi, cuối cùng này vì xe của Anna bé hơn xe của anh Cuội nên Anna sẽ có quyền chọn hai xe bé nhá. Bắt đầu. Wow. Ui, các bạn thấy không? Cái anh xe con này nhá, anh ấy bé nhất trong đội các xe nhưng mà thả rất là mướt. Thả lại cho các bạn xem này. Các bạn nhìn này, tốc độ của anh xe con khi mà thả dốc này. Bắt đầu. Wow. Các bạn này phi nhanh chóng mắt luôn đó các bạn ạ. Tuyệt vời luôn đấy. Các bạn ơi, vậy là vừa chiến thắng trong cuộc đua xe này đó chính là xe con. Là chiếc xe chạy nhanh với tốc độ chóng mặt. Và xe tiếp theo đó chính là xe tải này. Xe tải này cũng chạy rất là nhanh. Các bạn có thấy trò chơi đua xe trên dốc của anh em Quận có hay không? Các bạn hãy ấn like và đăng ký để xem được nhiều video xe hay hơn và mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.